Hi, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Và đây sẽ là một cái video mình giới thiệu cho anh em một cái con sản phẩm mà mình thấy nó cực kỳ ngon. Mình cần phải làm ngay clip này để mình giới thiệu tới các người anh em cũng đam mê quay phim giống mình. Thời gian trước nếu mà em để ý thì mình sẽ không có cái mic micro rời để mình quay video cho anh em, cho nên mình toàn phải dùng cái micro bằng điện thoại iPhone của mình. Đấy, cho nên mình quay trong phòng nó sẽ bị khá là vang anh em ạ. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ phải đầu tư một con mic đến từ Shinko. Nhưng mà cái mic này nó ngon ở đâu? Đầu tiên thì chính là nó rất rẻ. Nó chỉ có khoảng 500 nghìn mà thôi anh em ạ. 500 nghìn mà thôi là anh em đã có một con mic như thế này rồi, 5-600 nghìn gì đó. Đấy, thì nó sẽ có công dụng như thế nào? Mình sẽ đi liệt kê cho anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải cứ để cái này ở đây. Tí nữa mình so sánh cho em cụ thể luôn, đúng không nào? Và đây là mic từ iPhone. Ok, anh em đã nghe rõ chưa? Alo alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Và đây sẽ là mic từ con Shinko này. Ok, con Shinko này nó chỉ có khoảng độ 5-600 nghìn mà thôi anh em ơi. Và anh em đã nghe thấy chất lượng âm thanh của nó chưa? Rất là hay đúng nào, nghe trong và nó không bị một chút tạp âm nào cả. Bởi vì là đây là một con mic định hướng anh em ạ. Mình cực kỳ là thích một con mic định hướng như thế này. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em biết con mic này nó có gì thần thánh em nhé. Đầu tiên thì con này nó sẽ có cái mã là đây, LAV-S6M2. Ok, Omnidirectional. Ok, đây là một con mic định hướng luôn. Thì đầu tiên cái nhân vật chính chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải có một chiếc mic. Nhưng mà đây là mic có dây anh em nhé. Thì với cái sợi dây này nó sẽ cắm trực tiếp luôn ra đây và cắm vào cái con máy quay mình đang đặt ở kia. Đấy, thì cái sợi dây này anh em biết nó dài bao nhiêu không? Nó dài đến tận 6 mét cơ. Nó dài tận 6 mét anh em ạ. Đấy, cho nên là anh em có thể cắm cái chiếc mic này vào máy quay và anh em chạy rất là xa, anh em vẫn có thể thu được tiếng của mình. Tiếp theo nữa, giữa cái phần kết nối giữa mic và cái sợi dây nguồn nó sẽ có một cái cục như thế này. Cái cục này có rất nhiều chức năng hay anh em nhá. Đầu tiên thì anh em có thể chọn giữa máy ảnh, tức là chế độ mic cho máy ảnh và chế độ mic cho điện thoại. Tiếp theo nữa, ở đây anh em sẽ có một cái jack để cắm tai nghe, anh em có thể nghe được ngay trực tiếp cái giọng mà anh em đang nói ra vào trong cái mic này. Và tiếp theo anh em có thể tăng giảm âm lượng ở đây để cho đầu ra tai nghe, đúng không nào? Ở bên cạnh bên này anh em sẽ có thêm một cái công tắc on off. Đấy, bật tắt cái chiếc mic này. Tức là em nó sẽ dùng pin, đúng nào? Thì để mà dùng pin anh em sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C ở đây để có thể sạc vào đây. Và sạc cái pin của nó dùng được rất là trâu. Mình từng trải nghiệm qua rồi, mình quay không biết là bao nhiêu clip rồi, mình chưa cần phải sạc lại một lần nào cả, mình sạc đúng một lần thôi, quay rất là trâu luôn. Phải nói là đây một cái con pin cũng phải nói là ấn tượng đấy. Đằng sau anh em sẽ có một chiếc kẹp nữa để có thể kẹp vào con đĩa quần này, hay là anh em kẹp vào túi áo này, kẹp vào đâu đó cho nó gọn, đúng không nào? Đó. Và anh em sẽ có, cuối cùng anh em sẽ có một chiếc mic như thế này. Đấy, chiếc mic này thì nó cũng có đầy đủ hết cả kẹp áo cho anh em luôn. Và một cái cục bông để nó lọc âm, lọc xì, đúng không nào? Đó, như vậy là xong. Như vậy là nó đã có trong ta là một chiếc mic phải nói là chất lượng âm thanh đáng để đấy chứ, đúng không nào anh em? Anh em muốn nghe lại chất lượng âm thanh của iPhone không? Đây là chất lượng âm thanh từ iPhone này. Alo alo, 124, chào mừng anh em. Còn đây là chất lượng âm thanh đến từ Shinko. Wow. Wow. Tiếp theo nữa thì bên trong hộp chúng ta, khi mà chúng ta mua, chúng ta vẫn được tặng kèm thêm một số các phụ kiện nữa anh em ạ. Đây, anh em sẽ có một cái túi nhung như thế này để có thể đựng cái chiếc mic chúng ta xách đi và mang theo bên mình, rất tiện. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ có một cái sợi dây ngắn như thế này. Đấy, để cắm từ cái đầu mic này cắm ra điện thoại anh em ạ. Để nó cắm vào đây và nối ra điện thoại để thu âm ra điện thoại, khá là hay. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ có một cái, đây anh em sẽ có hai cái phụ kiện nhỏ nhỏ như thế này. Đầu tiên sẽ là một cái miếng lọc xì nữa, một cái miếng mút nữa để anh em thay thế cho cái miếng này. Thì mà em nói nước bọt bắn vào đây nhiều nó hôi hay là anh em sử dụng nó rơi mất sao, đúng không nào? Thì có cái để mà thay thế. Rồi, tiếp theo nữa là một cái chân. Chân này là một cái chân dạng audio để cắm ra những cái máy quay chuẩn lớn này. Đó, máy quay chuyên dụng này, như kiểu đài truyền hình cái thứ đấy. Đấy, rất là xịn, đúng không nào? Tức là đủ hết phụ kiện trong ta rồi, không có thiếu một gì cả, từ cáp cắm ra điện thoại nhá, rồi là miếng mút để thay thế, rồi là kể cả cái chân chuyển đổi có sẵn trong ta luôn. Cái điểm quan trọng ở đây là gì? Nó mang lại trong ta một chất âm nghe cực kỳ là hay. Nó là một con mic định hướng, tức là định hướng là sao? Khi kể cả anh em quay ở những môi trường nó rất là ồn nhá anh em nhá, nhưng mà khi mà nó đã định hướng, nó đã nhận được ra giọng của anh em rồi, thì nó sẽ lọc hết tất cả các cái độ ồn xung quanh qua cái cục này và nó đưa vào máy quay của anh em, tức là ra file hoàn chỉnh, là một cái chất âm nó cực kỳ là hay rồi. Chúng ta sẽ không cần thiết phải đồng bộ nữa, nhưng mà anh em sử dụng những con mic rời, đúng không? Anh em về anh em phải thu âm, anh em đồng bộ lại âm thanh. Nhưng với con mic này
nó sẽ không cần phải đồng bộ nữa. Tất nhiên là điểm trừ của những con mic dây nó sẽ hơi bị rườm rà, nó sẽ bị vướng víu, nhưng mà anh em thấy chưa, nó chỉ có khoảng 500.000 mà thôi, thì những cái thứ nó mang lại chúng ta nó quá là xứng đáng, đúng không nào? Và nếu mà mình nhớ không nhầm thì Rode, dòng Rode cũng có một con mic cài áo và nó là cài cho mic không dây. Thì khi mà em cắm cái con mic dây đó vào cái con Rode Wireless và anh em cài lên áo như này, nó sẽ gọn gàng hơn, nó nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên thì riêng cái sợi dây đó thôi, riêng cái sợi dây nhỏ xíu đó và có một cái cục ở đầu như này, còn một cái đầu thì cắm vào con mic kia, đầu 3.5, nó không có một cái bộ xử lý gì như thế này cả, nó không có một cái gì để xử lý lại một lượt cả, nó cắm trực tiếp vào kia. Và anh em biết cái sợi dây đó bao nhiêu tiền không? 1.6 triệu lận đó. Còn con này sao, nó đã đủ hết cho chúng ta rồi, anh chỉ việc cắm một phát thẳng ra máy quay, nó cho chúng ta một chất lượng âm thanh đầu ra tuyệt vời, mà anh em không cần phải lo rằng là bị disconnect, bị gọi là mic hết pin và cái bị disconnect giữa chừng đâu. Bởi vì con mic này pin của nó rất trâu là thứ nhất, thứ hai là anh em cắm trực tiếp vào máy cơ mà, đúng không nào, nó không thể mất sóng để mà nó disconnect được đó. Một cái điểm cộng cho mic này. Còn điểm trừ thì mình không cần phải nói nhiều nữa, tất nhiên nó là mic có dây cho nên nó sẽ bị rườm rà, chỉ có thế thôi. Nhưng mà với mình, để mà mang lại một cái chất lượng âm thanh nó tuyệt hảo như thế này thì mình chấp nhận đánh đổi anh em nhé. Hơn thế nữa là mình là một người quay vlog ở trong nhà, mình không di chuyển ra ngoài quá nhiều cho nên là chất lượng âm thanh của nó rất tuyệt vời. Ok. Và nếu như mà em có bất kỳ cảm nhận gì về con mic này thì hãy chia sẻ phía bên dưới bình luận cho mình biết anh em nhé. Đừng quên rằng là Tokyo Camera đang có sẵn sản phẩm này. Chi tiết về đường link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ đừng quên cho chúng mình xin một like, một sub cũng như hãy nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Bye.